Chúng ta sẽ tiến hành bóc tách vật tư. Cụ thể ở đây là bê tông theo các mác cấp độ bền và cấp độ chống thấm khác nhau. Các bạn vào thẻ view, create giải lệnh schedules và chọn câu lệnh material take off bóc tách vật tư. Bởi vì cấu kiện bê tông bao gồm đài cọc này, tường, cột, dầm, sàn, vân vân. Cho nên các bạn hãy để là multi categories bóc nhiều loại cấu kiện khác nhau. Tại ô available fields, các bạn kéo chuột xuống dưới và chọn những trường thông tin sau. Một, material name, tên vật tư là gì. Thứ hai, material volume là khối tích. Và thứ ba, material manufacturer, nhà cung cấp vật tư đó. Các bạn hãy sắp xếp theo đúng cái trình tự này nhé. Tên này, khối tích và nhà cung cấp. Ok. Trước mắt các bạn đang là bảng thống kê bóc tách vật tư khối lượng bê tông. Tôi sẽ căn chỉnh lại những cái nội dung này. Thứ nhất là cột B, formatting, căn chỉnh khối tích vào giữa này, field formats, mét khối, hai số sau dấu phẩy nhưng không hiển thị đơn vị thứ nguyên tại các giá trị này. Ok. Khối tích phần calculation, các bạn chọn là calculate totals, nghĩa là tính tổng khối tích. Sang thẻ sorting and grouping, các bạn chọn là sort by, phân loại theo cái gì? Theo tên vật tư, material name, và bỏ itemize every instance đi, tức là chỉ liệt kê theo tên vật tư thôi, không liệt kê theo từng hạng mục một. Bảng bóc tách vật tư trước mắt các bạn ấy có bốn cái loại bê tông cơ. Sót nước cái thằng là bê tông đúc sẵn là dành cho cấu kiện cọc đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ lọc đi, chỉ lấy 1, 2, 3 cháu ở dưới này thôi. Vào trường filter chọn edit. Điều kiện lọc là gì? Filter by material name. Điều kiện lọc này không có chữ precast thì sẽ giữ lại. Does not contain là không bao gồm nhé, không bao gồm cái gì? Không bao gồm chữ precast, tức là tôi sẽ không thống kê cái loại cấu kiện mà làm bằng bê tông đúc sẵn. Vậy là các bạn thấy bảng thống kê của chúng ta chỉ còn tồn tại ba cái loại mác bê tông mà chúng ta mong muốn thôi. Và khối tích lần lượt là B30 61,21 khối, B35 575,46 khối và bê tông chống thấm W10 cho các hạng mục phần ngầm là 195,09. Các bạn hoàn toàn có thể là tính cái tổng khối tích bê tông này bằng cách vào thẻ sorting and grouping một lần nữa. Grand totals có tính tổng to không ạ? Huy, câu trả lời là có. Các bạn chọn là title and totals, tính tổng to và cho phép ông viết tiêu đề. Ở đây tôi sẽ ghi là tổng khối tích bê tông thương phẩm nhá. Vậy là chúng ta có kết quả đây là tổng cộng là 831,76 khối tích bê tông. Các bạn hãy sử dụng những các kỹ thuật ở video trước để đổi tên lại đi. Ví dụ như là bóc tách bê tông thương phẩm, mác bê tông, khối tích, ngoặc mét khối đây ạ. Và cuối cùng là nhà cung cấp.